Xe buýt đang chạy thì nữ hành khách ngồi ở ghế ngay cửa lên xuống đã gác một chân lên tay vịn như thế này. Cho rằng chân của nữ hành khách có mùi hôi và việc gác chân như vậy là không tôn trọng những người ngồi trên xe, hai người phụ nữ ngồi gần đã yêu cầu người này bỏ chân xuống. Tuy nhiên, người này không chịu bỏ chân xuống mà còn to tiếng và cho rằng việc chị làm chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Đấy, mọi người phải nghe xem nó vô duyên đến mức độ. Ông ấy nói như vậy rồi mà chân thì ngang ngược lên trời ấy. Mày cày mày có tiền à? Này, thiên hạ đầy người nhiều tiền. Lấy bao tiền? Mày cái bỏ thế này. Dù nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu bỏ chân xuống, nữ hành khách vẫn ngang ngược, tiếp tục gác chân như thách thức những người khác trên xe. Thấy đôi bên ngày càng căng thẳng, tài xế và phụ xe buýt đã dừng xe và yêu cầu mỗi người ý thức, lịch sự và không được gác chân. Tuy nhiên, dù nhắc nhở nhiều lần, nữ hành khách vẫn không chấp hành, tiếp tục gác chân, tiếp tục đôi co với hai người phụ nữ ngồi cạnh. Đến điểm đón khách, người phụ nữ ngồi cạnh đã cố đẩy nữ hành khách gác chân xuống xe. Nhưng nữ hành khách không đồng ý quay trở lại và tiếp tục gác chân, tiếp tục tranh cãi dù nhiều người yêu cầu bỏ chân xuống. Đến địa điểm đón khách tiếp theo, lúc này người phụ nữ ngồi cạnh quá bức xúc đã kéo người phụ nữ gác chân xuống khỏi xe lần thứ hai. Tuy nhiên, xe chạy được một đoạn thì người này lại đuổi theo và lên xe. Khi người này lên xe lần thứ hai, những hành khách khác trên xe yêu cầu xuống cuối xe ngồi vì cho rằng ngồi ở cửa lên mà chân hôi sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, người phụ nữ này không đồng ý. Toàn bộ sự việc được một hành khách trên xe dùng điện thoại ghi lại. Sau đó, đoạn phim dài hơn 9 phút được đăng tải lên mạng xã hội. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, khi xem đoạn phim, cư dân mạng kịch liệt lên án hành động thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác nơi công cộng của nữ hành khách. Bạn đang xem tin tức ở kênh Đa Chiều, được dẫn nguồn uy tín. Để biết thêm nhiều tin trong và ngoài nước, hãy đăng ký kênh và ấn vào nút thông báo để không bỏ lỡ một tin tức nào. Xin chân thành cảm ơn.